Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topka VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Ford Territory, chiếc xe gầm cao 5 chỗ ngồi phân khúc cỡ C của bên nhà Ford. Mà trong video ngày hôm nay, ngày 16 tháng 3 năm 2024, thời điểm dịp giữa tháng rồi và mình cũng vừa mới cập nhật được thôi, sự tăng cường khuyến mại giảm giá thêm tại thời điểm này tương đối mạnh dành cho từng phiên bản của Ford Territory. Có phiên bản giảm giá đâu đó lên tới gần 100 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Một chiếc xe mà hiện tại đang cạnh tranh với cả Hyundai Tucson, đang cạnh tranh với cả Mazda CX-5, đang cạnh tranh với cả Mitsubishi Outlander. Một chiếc xe mà có kiểu dáng thiết kế nhìn cũng rất là bắt mắt, thể thao. Không gian bên trong thì rộng rãi và thoải mái, option thì miên man, không thua kém bất cứ một cái chiếc xe nào cả. Một cái chiếc xe mà hiện tại đang có 3 sự lựa chọn cơ bản: bản Gen, bản Titanium và Titanium X. Cả 3 phiên bản này nó đều sử dụng là máy 1.5 turbo và sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp số với Ford Territory quý chị các bạn nhé. Vậy thì dịp giữa tháng này từng phiên bản thay đổi, tăng cường giảm giá và lăn bánh như thế nào, mình sẽ cập nhật luôn để anh chị chúng ta nắm được khi mà đang có sự so sánh xem xét ở trong cái phân khúc này. Phiên bản đầu tiên đó là phiên bản Ford Territory bản Gen, bản thấp tiền nhất hiện tại đang phân phối tầm tiền dễ tiệm cận nhất. Giá niêm yết đề xuất của nó đang là 822 triệu đồng. Nhớ đâu đó dịp đầu tháng thì bản này giảm là 70 triệu, nhưng mà tại thời điểm dịp giữa tháng này giảm 80 triệu dành cho quý chị các bạn. Giá bán còn lại là 742 triệu đồng. Vậy thì với mức giá này lăn bánh ở tỉnh sẽ là 827 triệu, ở Hà Nội là 864 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 847 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 827, Hà Nội là 864 và thành phố Hồ Chí Minh là 847 theo phương án trả thẳng. Cái phiên bản này, cái tầm giá này ở trong phân khúc tương xứng thì đang cạnh tranh với cả chiếc xe Mazda CX-5 bản Deluxe hay là Tucson phiên bản xăng tiêu chuẩn. Nhưng mà giá của Ford Territory bản Gen này sau khi trừ đi chương trình khuyến mại đang là thấp nhất anh chị nhá. Mua trả góp của nó thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 234 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 270 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 254 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 234, Hà Nội là 270 và thành phố Hồ Chí Minh là 254 theo phương án trả góp. Đó là phiên bản Gen. Phía trên bản Gen đó là bản Titanium thường. Một cái phiên bản ở giữa, một cái phiên bản đang có mức giá niêm yết là 909 triệu đồng. Và tại thời điểm dịp giữa tháng này, giá tăng cường khuyến mại lên tới 95 triệu. Anh chị nhá, 95 triệu đồng tiền mặt. Giá bán còn 814 triệu đồng. Vậy thì bản Titanium thường này lăn bánh ở tỉnh là 908 triệu, ở Hà Nội là 946 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 928 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 908, Hà Nội là 946 và thành phố Hồ Chí Minh là 928 theo phương án trả thẳng. Trả góp của bản Titanium thường này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 257 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 295 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 277 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 257, Hà Nội 295 và thành phố Hồ Chí Minh là 277. Một cái mức giá giảm thêm so với thời điểểm dịp đầu tháng khoảng tầm 15 triệu. Tiếp theo nữa sang cái phiên bản thứ 3, phiên bản đắt tiền nhất và cũng là đầy đủ option nhất của Ford Territory. Đó là Titanium, bản Titanium X quý chị các bạn nhé. Titanium X, giá niêm yết đề xuất của bản này đang là 954 triệu đồng. 954 triệu đồng, lúc đầu tháng bản này hình như là giảm 80 triệu, bây giờ sẽ giảm là 95 triệu anh chị ạ. Giá bán còn 859 triệu đồng, 859 triệu đồng. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh với mức giá này là 956 triệu, ở Hà Nội là 994 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 976 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 956, Hà Nội 994 và thành phố Hồ Chí Minh là 976 theo phương án trả thẳng. Trả góp của nó thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 268 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 308 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 288 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 268, Hà Nội 308 và thành phố Hồ Chí Minh là 288. Đó là 3 sự lựa chọn, 3 phiên bản, 3 chương trình khuyến mại tại thời điểm dịp giữa tháng 3 này có sự thay đổi, tăng cường khuyến mại giá, giảm giá thêm mà Topka VN cập nhật dành đến với những anh chị khách hàng đang quan tâm, đang theo dõi về cái phân khúc này. Cụ thể hơn nữa đó là một trong 3 sự lựa chọn của Ford Territory. Vậy thì nếu anh chị chúng ta đang cần thông tin gì đó cụ thể chi tiết hơn nữa, hay đang cần xem xe lái thử trải nghiệm thực tế, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhiều quý chị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, và miền Nam thì nhiều quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này,
những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng, hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.